Xin chào tất cả anh chị và các bạn, và ngày hôm nay thì em xin chia sẻ anh chị một cái video nói về các dòng xe mới về salon. Thực sự ra mà nói thì cái video này cũng mong muốn chia sẻ với anh chị là bởi vì nó là ban ngày, còn live stream mà báo giá đối với anh chị thì nó là ban đêm. Buổi tối thì nhìn cái nội thất của nó sẽ khó hơn rất là nhiều, còn ban ngày thì hoàn toàn có thể là nhìn nội thất các thứ thì nó rõ ràng hơn rất nhiều. Ngày nay thì vừa mới về thêm một cái dòng em Morning đời 2011, xe cực kỳ đẹp. Đây là một con xe mà phải chia sẻ với anh chị rằng là nó là con xe xuất sắc và cực kỳ đẹp nhá, chứ không phải là xe thông thường. Con này thì sơn zin nó còn khoảng 85%. Máy zin tổng thành 4 quả lốp vừa mới thay. Xe cực kỳ là đẹp. Tuy nhiên rằng là chiếc xe này thì thời điểm bây giờ nó là một trong những chiếc xe mà nếu mà nói về hơn 100 triệu thì nó quá đẹp luôn. Em cho nhỏ cái màn hình xuống một chút xíu là anh chị sẽ nhìn thấy. Chúng ta sẽ xét đến một vài những yếu tố sau đây. Đó là vô lăng này, quả số này, nội thất này. Chưa bao giờ lâu lắm mới mua được con Morning mà ban ngày nhìn có thể nhìn thấy rằng là cái gương kính điện nó lại đẹp như thế này. Khoang máy thì thực sự ra là nó rất đẹp luôn. Đi gầm bệ thích, chủ cũng giữ xe. Khi anh chủ anh ấy để con xe này cho em thì anh cũng nói rằng là chưa dọn gì nhá, anh chị có thể nhìn thấy khoang máy này, chưa dọn gì, toàn bộ từ tai ốc này, toàn bộ từ cabo này, hai bên. Nói tóm lại là con xe này là một con Morning mà nó quá đẹp luôn. Đấy, thì ngoài em Morning này thì cũng vừa về thêm một vài dòng xe khác, ví dụ như là i30 đời 2011, xe rất là căng, gầm bệ máy móc và không có một vết lỗi nhỏ nhá, không có một lỗi nhỏ. Em này 2011 đăng ký lần đầu 2012, anh chị có thể thấy rằng là hoàn toàn nó là cửa nóc này, cửa nóc số tự động và máy số zin. Phân khúc này là một phân khúc mà em đánh giá khá là cao, tuy rằng nó là phiên bản 5 chỗ nhưng mà anh chị có thể nhìn thấy là cái dáng của nó rất là đẹp, dáng nó rất là đẹp đó anh chị. Tiếp theo nữa, và cái giá tiền con xe đấy, con i30 này thì cũng không nhiều tiền lắm, khoảng 300 lẻ. Thêm một em Lachetti đời 2010, giá gần 200 triệu, bản xe nhập anh chị nhé, bản xe nhập đời 2010, nội thất đẹp. Bên cạnh thì em vừa về một Everest đời 2008 đăng ký là 9, xe thì nó là tuyệt vời rồi. Các bác có thể là đến xem xe tại salon. Đây là một em Lachetti đời 2010, gần 200. Nó có một bác ở Hà Nội, em qua em nhắn tin địa chỉ và ở gần Mỹ Đình, bác đang lên xem xe này thì không biết nó vào việc hay không, nhưng mà tí nữa để chờ xem. Chiếc Everest này là một chiếc xe đời 2008 đăng ký lần đầu 2009, vẫn một chủ. Anh chị có thể nhìn thấy rằng là đối với dòng xe này thì thường thì những phần cua lốp này là nó sẽ bắt đầu nó bị nhiều lắm rồi, gần như là không con nào còn nữa rồi. Nhưng đây em này, anh chị có thể nhìn thấy rằng là nó không bao giờ có một tí mục mọt nào mà sắt xi, nó cực kỳ đẹp luôn. La răng lốp cũng đẹp, nội thất thì cực kỳ đẹp, nhưng mà đặc biệt là cái dòng xe này thì anh chị có thể thấy rằng là để tìm muốn xe mà gầm nó như thế này, đấy, nó sáng và nhìn nó đẹp như vậy thì phải nói với các bác là nó rất là hiếm, chứ không phải là dễ dàng mà tìm được đâu. Đấy, cả đằng trước đằng sau em quay cho anh chị xem đấy. Thì chia sẻ với anh chị rằng là để kiếm được những con dòng xe như thế này thì em phải tuyển khá là vất vả và dọn dẹp khá là kỹ. Đợt này thì về nhiều xe lắm, kể cả là Avell này, kể cả là Wingo này, và Morning i10 về rất là nhiều. Một vài những dòng xe Vios đời 2017-18 đấy anh chị ạ. Đây. Đấy, các bác thấy không? Vios 17, 18 và 13, 14, Sedento. Cả hai bên cực kỳ nhiều xe luôn đây. Đấy.
Thế thì anh chị mà cần tư vấn về cái dòng xe nào thì anh chị có thể là gọi điện trực tiếp. Đây là một em Vios đời 2017. Xe sơn zin cũng còn nhiều và đang rút hồ sơ. Màu vàng cát. Tất nhiên rằng là còn một chiếc nữa đời 2017 nữa nhưng mà màu đen. Thì hôm nay anh em đang đi chưa về đây. Còn một vài em Spark đời 2017, 18 nữa. Với một số dòng xe khác nữa mà em thực sự ra là nói với anh chị là chưa đánh về đây bởi vì đang đi dọn. Đây là Accent đời 2019. Yaris đời 2015 nhập Indonesia. Chúng ta có thể nhìn qua vào dòng xe này. Mazda 3 đời 2018. Phanh tay điện tử. Vios đời 2013. Tất cả những con xe này thì như em nói vừa qua đấy là con kể cả chiếc xe Vios này đến cái con Everest vừa rồi em quay cho anh chị xem đều là xe một chủ, một đời một chủ từ đầu. Con xe này chưa qua một đời chủ thứ hai nào, chính chủ bán ra luôn. Nó là một con xe mà cũng là sơn zin còn nhiều, sơn zin cũng khoảng 70-80%. Tuy rằng 13 đợt này thì thực sự với anh chị là rất nhiều những dòng xe mà nó quá đẹp đi. Anh chị có thể nhìn qua về phần sơn, gầm bệ máy móc anh chị có thể thấy rằng là khi mà nhấc lên đây là toàn bộ phần la răng của nó. Rất lâu rồi mới lại mua được những con xe mà cái la răng của nó đẹp như thế này. Đời 2013 tất cả bốn quả đều như thế. Và anh chị có thể xem qua đây. Đây. Xe nó quá đẹp đi. Có thể nhìn qua về phần khoang máy. Bộ lăng quả số thì chắc là không phải bàn rồi. Anh chị có thể thấy rằng là như em đã chia sẻ với anh chị rằng những con xe nào mà từ những cái núm này, từ những cái biểu tượng của công tắc đèn này mà nó còn ấy, thì là xe chạy rất ít. Nhưng mà anh chị có thể nhìn thấy vành bô lăng của nó này. Bô lăng nó không phải là phẩy phẩy hay là bô lăng nó không phải là xem cho nó qua qua hay là bô lăng của nó thay đâu. Đây bô lăng phím còi, đặc biệt là quả số là zin 100% luôn. Không có thay, không có độ, không có đi làm đẹp gì cả. Đây tất cả những con xe này, kể cả con Morning vừa rồi chia sẻ với anh chị là xe chưa có dọn, chưa có rửa bất kỳ một cái gì cả. Không động vào bất kỳ một cái phần nào để dọn rửa để cho nó mộc. Tất nhiên rằng là nếu như mà anh chị yêu cầu thì có thể là sẽ rửa dọn rửa mộc cho anh chị. Nhưng mà có thể nhìn đến toàn bộ những cái phần cửa nó khóa nó trắng như thế này nhưng mà nó vẫn còn bẩn thế này. Vì em chưa rửa mà. Đó. Nếu mà lấy xe ra đỡ ai mà lấy đi, mà đi gia đình mà lấy được những con xe Vios như thế này hoặc là những con Morning mà hơn 100 triệu như cái như con xe kia hoặc Everest thì kể cả những con Yaris và Mazda như thế này thì anh chị hoàn toàn có thể đi là rất là thoải mái và không có ảnh hưởng gì đến và chắc chắn rằng là nó sẽ giữ giá cho anh chị. Bên cạnh nữa nó cũng sẽ là một cái dòng xe vô cùng tuyệt vời giúp anh chị hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng. Chiếc Everest kia thì đời 2012 nhưng có một bác đặt cọc rồi. Chưa biết là bác lấy lúc nào. Còn một số những dòng xe ví dụ như là con biển 24 hay con Forte kia thì có bác ở Hữu Lũng Lạng Sơn bác đặt tiền rồi. Đặt 15 triệu. Còn nếu bác Hữu Lũng Lạng Sơn mà bác đặt cọc Everest mà có xem được video này thì vui lòng cho em xin một comment nhé. Đây là những con Tucson đời 2009. Còn con màu đỏ thì vừa về em nọ cái thì các bác quay ra các bác lấy luôn rồi. Thì đó là cái chia sẻ với anh chị. Còn rất nhiều dòng xe khác đang về tại salon. Và nếu như anh chị nào muốn em làm cái video về con xe nào ở tại cái bãi xe này và anh chị nào muốn tư vấn về những dòng xe gì thì có thể comment gọi điện trực tiếp. Em sẽ làm riêng những video đấy ra cho anh chị. Đây là chiếc Avell đời 2013. Số tự động. Nó là một trong những chiếc xe mà giá tiền bây giờ thì nó chỉ khoảng hơn 200 một xíu thôi. Nhưng mà hoàn toàn có thể là dành cho gia đình và xe cũng khá là đẹp luôn đấy. Vô lăng cổ số này, khoang máy. Tất nhiên rằng là với tầm tiền hơn 200 số tự động đời 2013 lại bản hai đầu mà xe lại không lại đẹp căng, và cái thứ hai nữa là chạy nó cũng khá là ổn định thì hoàn toàn các bác có thể là cân nhắc xem. Giá tiền thì nó khoảng hơn 200 một xíu. Còn chiếc này cũng vậy, đối với dòng em này thì đời 2019 Win Go và xe toàn bộ là ghế nỉ nội thất, xe cực kỳ đẹp luôn các bạn.
Con em này thì hơn 200 triệu một xíu thôi. 208 triệu. Là đời 2010, bản nhập. Đấy, cúp tỉ tay này, ghế da nỉ này. À, rất hiếm đối với dòng xe này, và đó là cái video chia sẻ anh chị về những cái dòng xe thời điểm hiện tại ở salon Get 2010, xe cực kỳ đẹp. Chia sẻ với anh chị về các dòng xe ở tại salon. Cảm ơn anh chị theo dõi video và chúc anh chị một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, và chúng ta sẽ lại gặp lại nhau vào những clip tiếp theo.